Kính thưa quý vị, hôm nay ngày 20 tháng 2 năm 2010, Hội Cao niên Diên Hồng tổ chức buổi tiệc hội ngộ tân niên mừng xuân Canh Dần tại số 128 International Boulevard, thành phố Auckland. Ý rất là đầm ấm, vui tươi và hạnh phúc cho các cụ của Hội dân Cao niên Diên Hồng. Và chúng tôi xin một lần nữa gửi lời chúc Tết và cảm ơn toàn thể quý vị. Tham dự buổi hội ngộ tân niên, ngoài ban điều hành Hội Diên Hồng và các hội viên, còn có sự hiện diện của Mục sư Hoàng Hà, Giáo sư Trần Minh Xuân, tức ông Giáo Già, nhà thơ Từ Phong, bà Hoàng Xuyên Anh, chủ tịch Văn Book khu vực Tây Bắc Hoa Kỳ, ông Nguyễn Trung Cao, nhân sĩ cộng đồng, ông Nguyễn Hải, tân chủ nhiệm tuần báo Thời báo Auckland, ông bà Đặng Công Phồn, và đặc biệt có ông Nguyễn Kỳ Dương, cựu sĩ quan quân lực Việt Nam Cộng Hòa, người đã tích cực vận động cho sự ra đời Hội Cao niên Diên Hồng hiện nay. Việc đầu tiên chúng tôi nghĩ đến là các bậc cha chú, có nghĩa là hội thành lập một cái hội để cho quý vị cao niên có chỗ, có nơi để sinh hoạt. Thì là cái nỗ lực đầu tiên của chúng tôi là thành lập ra một cái hội cao niên, và từ đó quý cụ quyết định lấy tên là Hội Cao niên Diên Hồng, bắt chước theo cái hội nghị Diên Hồng ngày xưa. Với cái hoài bão là đóng góp chung cái bàn tay xây dựng cộng đồng, bảo tồn văn hóa và cũng tham gia trong cái mục đích đấu tranh chính trị với Đảng Cộng sản Việt Nam. Hội Cao niên Diên Hồng thành lập từ năm 1996, trải qua 14 năm, trong đó có vài giai đoạn thật khó khăn về trụ sở, về phương tiện, khiến có lúc vài cụ trong hội nghĩ đến việc giải tán. May mắn đã đến với Hội Cao niên Diên Hồng là đã được một mạnh thường quân bảo trợ gần 7 năm sinh hoạt ổn định. Mạnh thường quân đó là ông bà Đặng Công Phồn. Hai vợ chồng con nghĩa là cái cơ sở mà vâng con bảo trợ cho Hội Cao niên Diên Hồng. Khi nào mà Hội Cao niên Diên Hồng không còn sinh hoạt nữa thì thôi. Ông Trần Kim Thiều, đương kim hội trưởng cho biết, các cụ Diên Hồng tuy tuổi cao, lực cạn, nhưng tinh thần lúc nào cũng minh mẫn, sáng suốt, phân định rõ ràng việc phải, việc trái, và nhất là biết rõ đâu là bạn và đâu là thù. Các cụ mong làm gương sáng cho các cháu, các thế hệ nối tiếp noi theo. Các cụ thể hiện tinh thần Diên Hồng theo câu: tuổi già không nằm nhà chờ chết. Theo điều lệ của hội, chúng tôi được biết như sau: hội sẵn sàng tham gia kết hợp đấu tranh với các tổ chức hội đoàn chống cộng. Hội không chấp nhận cộng sản hoặc các tổ chức tay sai của Việt gian thân cộng. Mỹ Lợi tường trình từ Bắc Cali xin thân ái kính chào quý vị. Sống 100 tuổi, trẻ đẹp mãi không già.